mỏng năm đúng không là trống tạ, rồi đúng là tạ 2 thật chứ không còn là tạ 1 nữa. Đây Thế đấy, đang rút chăm vào đây, sóc tốt nhé. đây đang rút vào trong này. Nhớ cho cả thuốc uống vào, tầm này vẫn cứ phải dùng thuốc uống đấy. Thì vừa nãy mình bảo vợ mình là phải gạt như này này, chắc là hiểu thôi mà, gạt nó ra như thế này. Ôi trời. Đấy, cho cái miếng mồi nó ngang ngang nó ra thế này. Đấy, vừa ngập ngang mới lại cửa hom luôn. Ộp 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 ộp. Mình chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Vậy là những chú ếch của mình đã ăn sạch sẽ cái số cám mà mình cho chúng nó ăn đấy. Mình nghĩ là chắc là nó vẫn còn đang thỏm thẻm đấy. Đấy, vừa cho ăn xong xuôi đâu đấy, cái là một lúc sau mình quay trở lại là chúng nó đã bấu díu vào với mình luôn này. Thì những cái con này là ếch ba chân này, con này là ếch ba chân các bạn này. Nó bị tật mà. Những con này là ngót bụng rồi này. Đấy, còn con này vẫn tròn vo bụng luôn, tròn xe luôn này. To chưa? Đấy, mỗi ngày thì mình cũng gửi tới cho các bạn một chút xíu về những cái con vật của mình như vậy thôi. Còn bây giờ thì mình đã xong xuôi công việc buổi sáng của mình rồi. Đó là công việc đầu tiên của buổi sáng là ra rửa bể ếch và cho những con ếch này nó ăn đấy các bạn ạ. Đấy, vào đây làm gì? Đớp không? Có đớp tay không? Này, đớp, đớp không? Đớp. trong kia là chúng nó giúp nhiều, đặc xịt ở trong kia luôn. Con thì... xi đèn đèn, con thì vàng vàng ươm ươm, trông nó cũng đẹp phết đấy. Bởi vì là nó có cái lền gạch hoa này các bạn này. Đây, con này thì màu da của nó với màu da của mình thì cũng không kém gì nhau. Thế nhưng mà con kia thì vàng vàng hơn được tí. Cái con nào cứ chịu khó bấu trên viên gạch hoa, viên gạch trắng màu trắng này thì lên được màu đẹp. Mà con nào mà cứ chịu khó giúp giấy ở trong những cái rìa này này thì là xi đèn đèn luôn. Tổng thể nhìn từ trên cao trở xuống nhiều lắm các bạn, không ít đâu. Ôi cha cha, xong được cho mấy con ếch thì ngoảnh trở lại đi tìm mà không biết vợ đâu. Hóa ra là đi chợ à? Gì nhỉ? Em hộ anh một việc được không nhỉ? Việc gì á? Em lắp lại cho anh cái lấm giọ cua này này. Lắp theo cái ý kiến mọi đi vào đây. Cứ từ từ đã, bỏ thế đã. Vào đây anh chỉ đã để anh còn đi mua thuốc tẩy giun cho chim chỉ đây. Giờ em cắt giúp anh cái này ra. Sau đó em cho cái hom vào trong. Sau đó lại em lại cái nào chặt quá thì em cứ chỉ cần đặt vào thế này thôi, không cần phải buộc nữa, để sau nếu có cua buộc cố định một đầu thôi, hiểu chưa? À, còn một đầu thì kể như mình tháo ra tự động được ấy. Thì nếu như bẫy cua thì còn có còn chuẩn bị mồi là cái mồi ấy đấy. Cái mồi gì nhỉ? Như mọi người nói là cá phải băm băm nó ra. Rắc cho ít thính vào thì mới nhạy cua được. Nhá, thì hộ anh một cái để anh lại đi mua thuốc tẩy giun cho chim chỉ đây. Hôm nay ấy, thì mình cũng làm theo nhiều cái hướng dẫn của các bạn, đó chính là mình lại sử dụng lại những cái giỏ cua này của mình. Thì mình sẽ đánh xuống cái thùng dưới kia các bạn. Thùng dưới kia kìa. Bởi vì là cái thùng dưới kia thì ít nhiều thì nó vẫn còn một chút xíu cua. Chứ đi đánh đồng thiên hạ thì cua chả thấy có đâu nhiều mà mất cả giỏ cơ. Thì bây giờ thì chăm sự lại nhờ vợ giúp mình một tay các bạn ạ. Vì tại sao đợt này thì mình cũng hay nhờ vợ mình. Bởi vì là mùa hè là hoa hồng các bạn. Hoa hồng là nó kiểu như là cái cây kiểu nó không phát triển. Nó không phát triển được thì nào kiểu như mình chỉ là chăm bón phân dưỡng cây thôi. Dưỡng cây để lấy sang mùa thu thì mới bắt đầu mới tiến hành vào chiết. Thế cho nên là vợ mình cũng nhàn hơn một chút xíu. Thế cho nên mình
nhờ vợ mình đấy các bạn ạ. Rồi bây giờ thì mình đi đây. Đúng như các cụ nói là tích gió thì thành bão các bạn ạ. Sắp sửa đón một cái cơn bão nữa về thì thời tiết ở miền Bắc quê mình ấy, oi ơi là oi mà nắng ơi là nắng luôn các bạn ạ. Thế nhưng mà mình thì vẫn làm để vợ ở nhà ấy, làm để chuẩn bị sẵn thôi. Còn đánh bẫy cua thì mình vẫn phải chọn vào cái buổi chiều tối này này. Đấy, thôi bây giờ thì đi thôi, không muộn mất rồi các bạn ạ. Wow, đã đến nơi rồi các bạn. Chào chị. Em chào anh. Anh ơi cho em ghi hình một chút xíu ạ. Anh để cho em tầm 8 kg gà thuốc tẩy giun. Giúp em cái. Ui nhưng mà có pha nước được không anh? Pha nước thì không có thuốc pha nước rồi. Thế pha vài cái ăn được không anh? Được. Thì em trộn vào cám cho cám ướt đúng không? Thì nó cũng mổ nó cũng hay mà. Em thực ra nó là con chim chí nó bằng từng này này anh này. Chim bảy màu ấy. Thế nhưng mà em cứ gọi nó là gà cho nó dễ hiểu. Một gói này là chia làm 3 nhé. Chia làm 3 con ạ. Em cứ gọi tính gọi là 8 kg. Vâng, thì chia làm 3 con này. Lấy một phần thôi. Vâng. Thế còn kia cứ gói lại. Vâng, vâng, em cảm ơn sau anh. Lúc nào khoảng tháng sau để lại. Tháng sau để lại ạ. Được. Vâng, vâng, ok. Của em hết bao nhiêu tiền anh nhỉ? 5.000. À, vâng, vâng. Mình đã về tới nhà rồi các bạn ạ. Đúng là nhiều khi có những cái chuyện ngược đời hiếm thấy ở thế gian luôn. Đốt 5.000 để đi tìm tờ 2.000. Thế nhưng mà đó là câu chuyện vui vậy thôi. Chứ mình đi sang tận xã bên để mua được gói thuốc đó các bạn. Nhưng mà tính ra gói thuốc là có 15.000 thôi. 15.000 thôi nhưng mà tính ra đi tiền xăng mất 10.000 đấy em nhỉ. Thế vẫn chưa xong à? Chưa xong à? Bây giờ thì để mình tiến hành vào mình pha thuốc để cho các em nó uống thôi các bạn. Lãi được cái túi bóng rồi, cái túi ni lông này em có lấy không? Em hộ anh này. Cất cái túi ni lông này đi, sau ví dụ có đựng gì thì đựng. Lãi được cái túi ni lông. Cái gói thuốc này của mình mua là có 15.000 thôi. Như các bạn biết là mình sang tận xã bên để mua thì mình mua quen ở quán đấy rồi mà. Thế cho nên là nhiều cái loại thuốc nó cũng tiện ghê ấy. Thanh niên ơi. Thanh niên này nghịch chim bố à? Nghịch chim bố ít thôi nhớ chưa? Đây các bạn này, nguyên nhìn nguyên cái đồ thuốc men ấy để cho những con vật của mình, các bạn thấy này, đây là thuốc bổ cho chim sinh sản này, đấy, điện giải này, thuốc trị cầu trùng, nói chung là thuốc đi ngoài, men tiêu hóa này, thuốc trị đi ngoài này, ui nhiều thuốc lắm. Tất cả những con vật của mình là đều sử dụng đến thuốc ấy, thế cho nên là về cái phần chăm sóc của mình thì các bạn cũng biết nói sao nhỉ, mình gọi là cũng là yên tâm một chút xíu về những cái mình biết về những cái con thú cưng này. Đây, đây là cám mình đã chuẩn bị sẵn rồi các bạn này. Anh đây hướng dẫn mình là cái gói này chia ra làm 3 các bạn. Chia ra làm 3 mà trong bây giờ, trong khi đó mình chả biết trong nó có nhiều hay không. Nhưng mà mình cứ phải chưng chắc là đổ ra. Nếu không dùng hết thì bỏ đi các bạn, không tiếc được. Còn 15.000 thôi, mình mà dùng mà không may mà quá liều là bọn gà nó say. À bọn chim chí là nó say ấy. Cái giống mà say thuốc này nguy hiểm lắm các bạn. Đổ hết ra để kiểm tra xem liều lượng là bao nhiêu. Cái gì thì có thể tiếc được, chứ mà thuốc này thì không thể tiếc được. Tiếc là sau này quăng tèo thì chết. Ok, đủ 1/3 rồi các bạn. 1/3 rồi. Đấy, chỗ này mình bỏ đi. Đấy, mình tính là định pha vào nước cơ, nhưng anh bảo cái thuốc này nó không có tan được ở trong nước, thế cho nên là cứ trộn vào thức ăn như này thì cũng ok. Rồi để bây giờ thì mình chăm sóc chúng nó các bạn nhé. Hello, chào em nhá. Đúng là con chị đầu đàn thật. Như mình kể với các bạn ấy, lúc nào đi qua đây là nó cũng là cái con vật mà ra đón mình đầu tiên đấy. Đi vào đây để ăn. Mỗi con đà điểu nó có khả năng là không tẩy được giun sán đâu các bạn. Bởi vì mình cũng chưa nuôi nó bao giờ nên không biết tẩy giun sán nó kiểu gì. Nhưng mà những con chim của mình, kể cả bìm bìm kia, sau này mình cũng vẫn phải tẩy giun sán đi, tránh tình trạng là nó cũng tiếp xúc với đất mà. Những con vật gì mà nó tiếp xúc xuống dưới đất ấy thì là nó dễ kiểu như là có trứng run, mình gọi là trứng run. Phần cám này đổ ra ngoài cho mấy con gà. Cho mấy con gà nó nhặt. Vẫn phải bớt lại một ít cho ba con chĩ ở trên
AV trên được các bạn ạ. Những con đấy cũng vẫn phải bón thôi. À quên, phải em tẩy thôi. Trong trong nước này của mình ấy, cũng là nước thuốc như vừa nãy mình chia sẻ với các bạn ấy. À, điện giải rồi thì men tiêu hóa đầy đủ lắm. Ok, còn có chỗ này là dành cho ba con chị ở trên Avito. Rồi anh em ơi, ăn đây nhá. À, khi mà tẩy run này, có lẽ thì cũng không ngẫu nhiên là mình có khả năng là tẩy đúng không? Bởi vì nó mất công mất việc ra. Thế nhưng mà các bạn biết không, nuôi con gà hoặc con gì vậy thôi, nếu mà tẩy run tẩy sán đi được ấy, thì kiểu như là nó nhanh lớn hơn và có thể là nó sẽ béo hơn đấy và nó khỏe hơn đấy các bạn. Đó là có lẽ là mình xin gọi là múa rìu qua mặt thợ chia sẻ với các bạn như vậy. Nếu như các bạn mà nuôi gà hoặc nuôi chim thì trong một thời gian dài, trong vòng 6 tháng ấy, hoặc là 4 tháng, các bạn đã phải tẩy một lần đi để cho nó sạch sẽ, để cho nó hấp thụ cái chất dinh dưỡng mà khi nó ăn vào nó sẽ tốt hơn em nhỉ. Bye bye nhá. Ở đây. Ôi, xong xuôi đâu đấy rồi. Công việc của mình bây giờ là về, là hôm nay là mình quyết định là đem tặng lốt nhân cái một con chim chỉ nữa các bạn. Tặng lốt cho em nó đi, bởi vì là con chim chỉ nó cũng khá trưởng thành rồi. Đây, mình đã bắt được ra rồi đây các bạn này. Trong kia, trong này có một con nhỏ nhỏ nữa kìa. Có một con nhỏ nhỏ nữa thì nhỏ quá, không có tầm này thì nhân nó vẫn chưa có kinh nghiệm đâu. Nhưng mà cái con bằng từng này là yên tâm rồi các bạn. Bằng từng này là tỷ lệ sống 95% rồi. Bởi vì là mình sử dụng bằng thuốc úm mà. Đi thôi, thôi chia tay nhau nhá. Chia tay nhau nhá. Ấy, hôm nay rửa sân rửa sướng sớm thế em ơi. Em ơi, cho anh xin quả nhãn em ơi. Ôi ôi, lao cả chân cả chuồng thế kia, nóng thế à? Ê, tình hình nhỉ, anh còn lốt một con chí này nữa thì anh mang vào tặng lốt chú này. Tầm này là sống 95% rồi, không sợ đâu. Được rồi, để nhốt vào con kia cùng cho nó vui. Này, chết ghê quá. Nóng lắm, không sống được. Đúng là tạ 2 thật, chứ không còn là tạ 1 nữa. Thế đây, chăm sóc tốt nhá. Nhớ cho cả thuốc úm vào, tầm này vẫn cứ phải dùng thuốc úm đấy. Ừ. Còn nếu không thì cũng không sao cả, nhưng mà cứ cẩn thận hơn thì dùng thuốc úm vào. Nếu mà sau này mà là trống hoặc là mái sao anh đổ cho sau hoặc là đổ cho anh Quế. Ừ thế thôi nhá, về đây. Nhưng mà nhãn hôm nay không bất đâu. Hôm nọ chú bảo là, chú bảo là chừa cả thắp hương các cụ. Có một bạn bình luận vào và anh Nhân vừa bảo là chừa cả thắp hương các cụ và anh Long vào đã phạt mất rồi. Ngại quá. Xong xuôi cái công việc cũng là đến trưa mất rồi các bạn. Đây, vợ chồng mình cũng đã sắp đặt xong để chuẩn bị chờ chiều tối làm đi kiếm ăn, mình gọi đi kiếm ăn. Nhưng mà trước khi đi kiếm ăn thì mình vẫn cứ là phải ăn đã. Đây là gọi là cái món gì nhỉ? Không phải là lòng xào dưa đâu, mà là lòng xào khế chua. Mình định tính là làm lòng xào dưa ấy. Thế nhưng mà dưa thì nó cũng có cái vị ngon của dưa. Ui, phụ vợ bưng lên đây tranh thủ cho mình xin một miếng nhá. Mình xin một miếng sai lâm quân tí nhỉ. Xem nào, ăn miếng khế trước đã. Khế thái hơi dày các bạn nhỉ. Ừ. Chua quá các bạn ơi. Chua quá. Wow. Bây giờ làm miếng lòng thế nào. Giòn ngon. Thôi bây giờ mình mắt nét một chút xíu vậy thôi. Gọi là ăn, gọi là review. Mời tất cả các bạn vào dùng cơm với gia đình nhà mình nhé. Thôi hôm nay thì mình cũng không quay ẩm thực dài cho lắm, để mình ăn nhanh gọn để chuẩn bị lại đi kiếm ăn của cái mùa cua này thôi. Tiếp tục công việc, ăn thì cũng ăn xong rồi. Như ý kiến của nhiều các bạn ấy, phải bảo cho thêm một tí thính vào. Đây là cái bột gạo rang này các bạn này. Bột gạo rang này rắc vào. Rắc vào đây, em tiện tay em trộn trộn giúp anh cái nhé. Đấy. Lần này thì nhử thính, đây gọi là, đây đúng gọi là thính thơm luôn rồi. Con gì mà chả chết đúng không? Con người nhử thính thơm mà chết. Ấy ôi, ghê chưa? Không nhá, đây không thả thính mà vẫn thêm thì nữa. Ô công nhận nó thơm thật luôn, cái gạo rang này nó thơm thật các bạn. Đấy. Loại mồi bả này thì khỏi phải nói, nó khỏi phải chê luôn. Lại mặt to lên cỗ. Tức là mẻ nửa mẻ sau lại cho nhiều hơn như gì? Mẻ đầu thì hạt tiện, mẻ sau lại mặt to lên cỗ. Rồi bây giờ em văn cho anh thành 10 viên được không? Được. Tiện tay văn cho anh 10 viên. Em cắt cho em cái mảnh thịt 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 thịt, bó tay ở chú bó này lên nhét. Tao lấy kìm này kéo chọc lỗ ra hả? Không anh cứ năm năm thả này xuống này nó tở hết à? Ừ cạn nó cho nó tở ra mà, để nó phát mùi mà.
Nên nếu mà để chuẩn ra mà cho vào trong cái túi mà buộc chặt vào thì nó sẽ không tỏa ra, thì nó sẽ hay hơn. Thế nhưng mà mình đánh ở dưới thùng kia không phải đánh ở thùng rộng, cho nên nước nó không chảy được. Nước nó không chảy cho nên nước nó tĩnh, cho nên mình không sợ. Hiểu không? Ăn trứng đà điểu nên cho nên hiểu, thông minh, hiểu không? Chuẩn như thế này thì là đúng ý luôn rồi đúng không? Đây, ý của nhiều các bạn là bảo là cái hom là làm phải làm ở phía trong như thế này này thì con cua nó bò vào nó mới dễ. À, còn hom thì cửa hom thì nhỏ này là ok rồi. Nhưng em cho khéo khéo nó không là nó lại đâm sang đầu bên kia. Em chia 5 cái sang thau, 5 cái sang cái này thì sau hai vợ chồng mình đánh hai bên mép thùng. Trông như ninja. Nhìn xinh gái thế nhỉ. Hôm nay được đi lên ngoại sướng không? Hôm nay chủ nhật chắc là vợ mình với lại Linh Hiệp này lại lên trên ngoại. Bây giờ thì đánh xong là lúc đó là em đi lên ngoại là vừa đấy. Bây giờ là mỗi vợ chồng 5 cái. Em đánh ở cái vế kia đấy. Anh thì chuyển sang đánh ở cái vế này. Em cứ chia đều nó ra, hiểu chưa? Chia đều nó ra. Nhưng mà anh bảo cách đánh này, nước ở dưới thùng này ấy, là nó cạn. Thì mình chịu khó mà em chọn cái chỗ nước nào nó sâu sâu ấy thì em vết vết bùn nó xuống thì ngập làm sao ấy, vừa ngập kín cái cửa hom này, hiểu chưa? Lên lên trên cái hom này một chút xíu đấy, thì con cua nó mới dậy mùi và nó bò vào được, hiểu chưa? Đấy, công tác là như vậy đấy. Em đánh cứ theo dõi cái chỗ nào sâu thì em đánh. Bây giờ thì mỗi vợ chồng một hướng thôi, nhưng mà nhớ là anh dặn này, khi mà đánh cái dọ nào xuống ấy thì em phải bảo là cua ơi vào đây với tao nhá. Rồi bây giờ thì mình đi đánh thôi các bạn. Chắc là chia sẻ như vậy thì vợ nó sẽ hiểu thôi. Giá ơi, để cho cháu kiếm ăn ở dưới ruộng này tí nhá. Đấy, chính vì cái lý do là nước nó hơi lông ấy thì vừa nãy mình bảo vợ mình là phải gạt như này này. Chắc là hiểu thôi mà. Gạt nó ra như thế này. Ôi xe. Đấy, cho cái miếng mồi nó ngang ngang nó ra đây này. Đấy, vừa ngập ngang mới lại cửa hom luôn. Ok chưa? Thế một chiếc. Và cứ như thế là mình làm thôi các bạn ạ. Các cụ như lúc ban đầu mình bảo là cái thời tiết của miền Bắc của mình đợt này ấy, là nó chuẩn bị đón cái cơn bão. Mọi năm các cụ không có đài báo gì để theo dõi dự báo thời tiết đâu. Trước khi có trận bão về ấy, là thời tiết bao giờ cũng có kiểu oi bức như này này. Thế các cụ cho nên mình nói câu là tích gió để thành bão đấy. Mình đánh ở cái giải này thì nó ở thường hay ở trong hang, trong cái bờ mát này nó ra. Đây cho cái lửa đi. Tầm này thì nó chưa ra đâu. Cua ơi, vào đây nhá. Nhà nào đốt cái gì mà khói thế? Vợ mình đang ở phía kia. Rồi bây giờ thì để mình đánh nốt ba cái nữa. Ba cái nữa chia xa xa ra các bạn. Wow. Cái chỗ này đúng cái bọng nước, cái bọng nước ở đây này. Mình nghĩ còn có cả con sộp, có con cá sộp và vẫn ở đây mình nhìn thấy mấy lần mà. Cái chỗ này thì không cần phải bới. Đấy, chỗ này không cần phải bới, nước sâu lắm. Ở đây có một con cá sộp các bạn, mấy lần mình phát hiện được nó chạy ở trên nhưng mà không làm gì được đâu. Nó nhanh lắm. Để mình tiến sát sát ra cái chỗ nước sâu này. Nếu như tối nay mà gặp cái trận mưa rào thì coi như là xong luôn. Coi như là gặp may luôn. Bởi vì là mưa rào ấy, thứ nhất là nó mát nước. Thứ hai nữa là nó làm kiểu mực nước nó đầy lên ấy. Nó đầy lên thì mình đánh nó cũng dễ hơn. Ở chỗ này nước sâu sâu rồi các bạn này. Em ơi, hết chưa? Hết chưa? Ờ được rồi, về đi. Cùng chúc nhau may mắn cái nhờ. Thôi bây giờ thì mình cũng xin phép là mình kết thúc video ở đây đấy các bạn ạ. Để về kiểu như là cho vợ mấy lại Linh Hiệp đi lên ngoại. Mình thì phải về chăm chim thôi. Chứ còn thì không đi được các bạn. Nhiều việc lắm. Hẹn các bạn ở video ngày mai nhé. Xem kết quả ra sao. Wow. Thế em có nghe lời anh dặn không? Có bảo mấy con cua là nó đi vào không? Không bảo à? Tức là bảo là cua ơi, chúng mày ơi, tao nóng quá nhỉ. Đấy, kiếm miếng ăn không đơn giản tí nào đúng không? Rồi,
Để đây anh mang về cho. Ừ.